Cô xem nào. Vũ Phương Nhi, Vũ Phương Nhi. Ok, bây giờ mình bắt đầu điểm danh nhá. Vũ Phương Nhi nhá. Đâu rồi, xem nào. Hình như là không có Vũ Phương Nhi đâu các bạn ạ. Thế nên mình phải add student rồi thôi, tại vì cô viết thiếu Vũ Phương Nhi rồi nhá. Ok. À, Vũ Phương Nhi. Đâu xem nào. Đâu từ đâu nhỉ? Bây giờ các bạn hello nhiều quá, bây giờ là không biết từ đâu vào đâu đây. Phạm Khánh Hà có rồi này. Đấy, Nguyễn Hồ Ánh Dương xem nào. Dương Nguyễn Hồ Khánh nữa xem nào. Dương bây giờ phải ghi tên như này này. Đấy. Chưa có bạn này đúng không? Rồi, tiếp tục Nguyễn Trung Kiên có rồi này. À, bạn Trần Thành Duy đang gửi lời chào đến bạn Bến Thầy Vương nhá. Rồi, con chào cô Ngọc. Rồi, Bình An đúng không? Minh Phương này. Ôm, các bạn nhớ ghi tên nhá. Các bạn nhớ ghi tên nhá, ghi hello teacher là cô không có biết bạn nào bạn đâu, tại vì nhiều bạn không không để tên đúng ý. Ok. Đâu rồi? Con không nghe. Võ Minh Khang có rồi này. Ok. Vũ Phương Nhi này, Nhi Phương. Nhi Vũ Phương là các bạn comment tên cho cô nhá. Để cô biết là cô xem là bạn nào chưa có trong class dojo để cô thêm vào nhá. Đây có hai quả trứng mới đúng không? Hôm nay mình có hai quả trứng mới đúng không? Trứng mới đi đâu rồi? Đấy, có một quả trứng mới rồi. Tại vì là cô thấy lớp mình đông lắm, lớp mình cũng phải tầm đâu 80 bạn ấy, cho nên là mình để có 6. Đây cô, bạn nào bạn bạn Hoài An nhá, bạn Hoài An comment lại cho cô đầy đủ cả tên, cả họ cả tên nhá. Thì cô mới điểm, cô mới cho tên được vào đây được nhá. Con vừa đi viện về, ôi bạn nào vừa đi viện về, bạn Phương đi viện về nhá, nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Ăn uống nhiều lên con nhá. Ok, để còn lấy sức mình còn học nhá. Nào, bạn Hoàng Minh Châu đúng không? Hoàng Minh Châu hình như là chưa có. À có rồi. Bình An tên là gì? Bình An. Ui lớp mình nha, lớp mình có phải đến ba đâu 6 7 bạn tên An ấy, tị cô cho xem. Đinh Tô Giang. Ok, Đinh Tô Giang còn nhớ bạn này lắm luôn ấy. Bạn Phạm Khánh Hà, biệt danh của con là Jimmy Trần. Jimmy Chan á. Phạm Khánh Hà lớp 3A đúng không? Hoàng Ngọc Nhi rồi, Hoàng Minh Châu rồi, Nguyễn Thảo Ngọc 2E. Nguyễn Thảo Ngọc có cái tên này nghe, nghe lạ thế nhỉ? Thì mình thử vào đây xem nhá. Xem là có Ngọc ở đây chưa nhá. Ok. À có rồi. Anh Thư có chưa nhỉ? Đây anh Thư nào. Các bạn comment tên cho cô nhá. Đây là đang đến bạn anh Thư rồi này. Rồi có rồi. Bùi Thùy Dương. Bạn Bùi Thùy Dương đúng không? Đâu, cô xem nào, Bùi Thùy Dương đâu nhỉ? Cô tìm bạn Bùi Thùy Dương xem nào. À, chưa có. Bùi Thùy Dương hôm nay học buổi mấy rồi nhỉ? Hôm trước mình chưa được điểm danh này. Ok, Đỗ Bảo An. Đỗ Bảo An thì như có tên rồi nhá. Phạm Kim Thanh. Phạm Kim Thanh là bạn mới đúng không? Sao cô nghe tên lạ nhỉ? Đâu rồi, Phạm Kim Thanh nhỉ? Rồi, tiếp tục nào, bạn Trần Bình Minh. Kinh, khách cơ Trần Bình Minh cơ, mấy triệu cơ. À, có rồi. Lưu Cao Khánh Bình. Ui, cái tên này nga vang lắm các bạn. Mẹ nào đặt cái tên mát thế? Nghe, nghe là thích luôn này. Đấy, Lưu Cao Khánh Bình rồi, Nguyễn Lương Hà An cô điểm danh rồi nhá. Nguyễn Hà An lớp 1C cô điểm danh rồi nhá. Nguyễn An Nhiên rồi này. Hà Minh Khang cô phải học sinh mới. À rồi. Phạm Minh Phương, Phạm Minh Phương. Phương Minh Phạm. Phương Phạm Minh đâu rồi? Xem có chưa nào. À có rồi, My name is Bảo. Ok, I need your full name. Phạm Phú Tiến Minh có rồi này. Hey, Nguyễn Thái Thịnh. Nguyễn Thái Thịnh hình như là cô cho tên rồi. Có tên rồi nhá. Nào, Nguyễn Thảo My. Nguyễn Thảo My có rồi, có chưa nhỉ?
Đấy, các bạn ghi tên sai này là cô copy vào khó lắm. À, nhỡ mà sai tên của các bạn thì chết, đúng không? Không ai muốn bị gọi sai tên hết. Đấy. Rồi. Hoài An tên này đủ là gì con? Thảo My tên này đủ là gì à con? Con chào cô, con tên là Ngô Nguyên Khang, con là học sinh mới ạ. Ok, Ngô Nguyên Khang nhé, cô sẽ điểm danh con ở trên này nha. Mình chuẩn bị có một chú trứng mới, ok. Các bạn cũ thì các bạn đã có master riêng của mình rồi, đúng không? Đó, Lưu Vũ Kim Ngọc. Ngọc Vũ Lưu Kim nào. Ok, có rồi nè. Phạm Phú Tiến Minh này. Con không thấy mở trứng. Đây ai mở xong hết rồi đây này. Cô Ngọc ơi. Trần Nguyên Khang, con là yêu cô. Ôi, trật tự luôn, thật thật sự luôn ấy. Nào, Hoàng Minh Châu đâu? Hoàng Minh Châu đâu ta? Em gái cô cũng tên Châu ấy. Nhưng con monster của con xấu lắm. Ôi đúng rồi, cái này chỉ là random thôi. Chút nữa cô sẽ hướng dẫn các bạn, cô bảo rồi mà. Chút nữa cô sẽ hướng dẫn các bạn nhá, tự vào monster của mình để mình đổi monster khác cho xinh hơn nhá. Ok. Thùy Dương tên này đủ là gì con? Con comment cho cô nhá. Con là Nguyễn Đức An, học sinh mới rồi. Đức An để cô điểm danh vào đây nhá. Bạn Thùy Dương nhớ comment tên đầy đủ cho cô nhá. Ghi là cô ơi, tên của con đâu cô, xong cô cũng không biết là bạn nào luôn đấy. One. Cái bạn tên là Nguyễn Hong Trang 30 gì đấy. Cái bạn nên đăng comment cho cô tên nhá. Chứ không là ghi này cô không biết là bạn nào đâu. Con tên Huỳnh Võ Ngọc Khuê. Ngọc Khuê có rồi nè. Am is Bảo. Bảo á. Your full name please. Cô ơi, con Chi Sơn học sinh mới. À, Chi Sơn tên này đủ là gì vậy con? Nếu mà không có tên này đủ, cô không điểm danh lên trên này được đâu. Đúng không? Are you happy today, my lovely teacher? Yes, of course. I feel so happy today. And how about you? Nguyễn Trung Kiên Đà Nẵng rồi này. Con yêu cô Ngọc xinh nhất đời. Ôi, sao mà đọc mấy comment này thích thế nhở? Hoàng Ngọc Nhi. Đâu cô xem bạn Hoàng Ngọc Nhi nhé. Vừa nãy các bạn có thấy cô comment chữ Hoàng Ngọc Nhi vào đây chưa nhỉ? Như rồi đúng không? Đúng nhỉ? Đấy, có rồi này. Trần Anh Huy học sinh mới. Đấy hôm nay lớp mình có bạn mới nha. Bạn Huy, Trần Anh này. Rồi. Cao Danh Lưu comment nhiều lần nha. Mình comment một lần thôi. Con tên Ngô Nguyên Khang học sinh mới. Rồi cô xem nào. Hôm trước bạn nào chưa làm class đâu, chưa làm ở trên quiz giơ tay nào. Chết. Chết. Cô ơi, con quỷ nhỏ của con đâu? Con tên là Nguyễn An Nhiên đây. Ủa? An Nhiên. Các monster các bạn. Bây giờ mày có tên Nguyễn An Nhiên nhá. Xem nào. Các bạn không comment ai cần nhá. Hoàng Thúy Anh. Có thương cô không? Thương cô không comment co ai cần nhá. Không là cô đọc mỏi mắt lắm đấy. Cao Danh Lưu comment nhiều lần nhá. Phạm Nguyễn Bảo Ngân. Hình như bạn này mới. Ôi, hôm nay lớp mình nhiều người mới quá. Con chào cô, con tên là Nguyễn Ngọc Khánh Huyền, học sinh mới á. Hôm nay lớp mình có bạn Huyền mới đấy các bạn. Hôm nay lớp bạn Huyền mới nhá. Chút nữa thì mình sẽ hướng dẫn những bạn mới mở trứng để có master nhá. Ok.
Con là Ngọc Diệp lớp 3, Nguyễn Ngọc Diệp có tên rồi nha. Để xem cô xem nào, cô xem lại nữa. Okay, maybe we have the name Diệp. Yes. Đặng Hoài An. Các bạn comment nhá, đúng cái tên của mình nha, tên của mình bố mẹ đặt như nào thì mình ghi như thế nhá. Ok, ghi rõ là tên đầy đủ, viết hoa chữ cái đầu nhá. Có dấu nhá. Liệu Gia Bảo. Úi dồi ôi, sao tên hay thế này. Sau sau lớp này thì chắc sau cô có con ấy thì là cô sẽ có một cái kho tài liệu về đặt tên. Nếu mà cô có em bé. Trần Nguyên Khang có rồi này, các sinh viên comment nhiều thế thôi, comment thế thôi nhá con nhá. Vũ Lưu Kim Ngọc. Lớp mình nha, hứa với cô nha, mỗi bạn tên comment một lần thôi, một lần thôi đấy. Cô khác đọc được mà. Con các bạn comment nhiều lần là cô bị lỡ các bạn khác đấy, là bị thiệt các bạn khác luôn đấy. Là các bạn khác bị thiệt là nếu mà cô bị bỏ lỡ ấy. Đấy, thế cô mới sợ chứ. Trần Duy Phong. Nguyễn Ngọc Khánh Huyền rồi. Lê Thùy Bảo Ngọc. Ôi đã bảo không chấm mà. Không có bạn nào thương cô thế này. Nào, hôm nay học bài mới nha. Bạn nào mà được điểm danh rồi nhá, đi chạy ngay ra ngoài lấy cốc nước uống ra đây. Hôm nay là phải nói nhiều, học nhiều đấy nhá. Ok. Ngô Nguyên Khang. Ngô Nguyên Khang. Ủa sao nhiều bạn tên Khang nhỉ? Phương hai khóa tại Pantado. Nhưng mà không biết tên là gì. Nguyễn Hoàng Linh Chi, con tên Nguyễn Holland. Ừ, những cái tên như này là cô sẽ xin phép là cô không điểm danh được nhá. Phạm Khánh Hà. Ôi Khánh Hà ơi. Lê Xuân Đức. Lê Xuân Đức. Nào, anh em ơi, Lê Xuân Đức đâu ta? Lê Xuân Đức đâu rồi? Đấy. Con tên Nguyễn Hoàng Linh Chi, con học sinh mới. À, con chào cô và các bạn. Đấy, Nguyễn Hoàng Linh Chi này. Hôm nay xem là bạn Nguyễn Hoàng Linh Chi là bạn nào nhá. Rất là đáng yêu. Ôi cả lớp ơi, hôm nay nhá cô có chuyện này muốn kể cho cả lớp cực. Cô ơi, con vừa vào, con xin lỗi vì không vào sớm. Đúng rồi nha, lớp mình nhớ vào đúng giờ nha. Và không đúng giờ là sau nhỡ đâu mà thầy Vương, thầy khóa lớp là mình không vào được lớp đâu. Nha. Học sinh mới, Cao Danh Lưu. Cao Danh Lưu có tên rồi chi, học sinh mới. Chả thương cô gì cả. Nguyễn Thái Sơn. À, có bạn đang hỏi là tại sao cô lại để tên ngược như thế? Tại vì là con nhìn nhá, first and last name. Ok, đầu tiên là tên của mình, sau đó là mới đến họ á. Con thưa cô là I love you. Ôi. Con tên Liệu Gia Bảo. Quản Minh Khánh. Love you Minh Khánh. Quái vật của con đâu cô Ngọc? Tí nữa sẽ được xem quái vật nhá. Tí nữa sẽ được xem quái vật, ok. À, còn cái tên nào nữa không ta? Triệu Mẫn. Ui. Tên hay thật sự. Nào, Triệu Mẫn đâu? Nhìn cái lớp của mình đi, trời đất. Đông quá. Đức ơi. I love you miss nào. Ui, Hiệp ơi. Hoàng Minh Châu. Ý. Rồi nha, thế lớp mình xong rồi đúng không? Rồi, cô save vào đây. Xem là lớp mình tổng là bao nhiêu người nào. Lớp mình hiện tại bây giờ tổng đang có 86 bạn. Mà hôm nay đang ngồi ở đây là mới có đang 66 bạn. Tức là hôm nay có 20 bạn bị trùng lịch đúng không? Rồi. Hôm nay có 20 bạn bị trùng lịch. Đây các bạn đây. Ok nào, bây giờ cô bắt đầu hướng dẫn nhá.
Bây giờ cô bắt đầu hướng dẫn cả lớp là đăng nhập vào cái nick riêng của mình nha, để mình có thể tự cập nhật nick của mình, cũng như là cô sẽ chia sẻ bài tập lớp, có thể là trên Zalo, cũng có thể là ở trên Class Dojo nhé. Ok, so đầu tiên các bạn hãy tải cho cô phần mềm Class Dojo về điện thoại. Ok, tải phần mềm Class Dojo về điện thoại cho cô nha. Ok, tải phần mềm Class Dojo và điện thoại cho cô. Nó có hình này này. Yeah. Right, Class Dojo nè. Các con nhấn nhấn đúng nha, Class Dojo nhá. Ôi 68 bạn đâu, bạn thêm bạn nào thế? Tú Phương ơi, đứa mà cô vẫn hay nói cô monster xấu ấy. Ôi miss you. I love you. Yeah. Nào bây giờ cô hướng dẫn nha, cả lớp tập trung này hướng dẫn một lần rồi đấy. Hướng dẫn một lần rồi nhá, cả bạn trên livestream cũng thế nhá. Nào, bây giờ các bạn tải cho cô phần mềm Class Dojo này được chưa? Về máy điện thoại của mình nhá, về máy điện thoại của mình. Sau đó thì mình sẽ đăng nhập là I am a student, right? I am a student. Nào, hướng dẫn đăng nhập trên Class Dojo. Ok. Khi mà các bạn tải app về, các bạn tải phần mềm về thì nó sẽ có cái chữ student ấy. Ok, và các bạn sẽ đăng nhập dưới hình học sinh nhá. Rồi, sau khi bấm vào từ học sinh thì nó sẽ cho các bạn một cái phần gọi là cái camera ấy để bạn quét mã QR. Ok, để quét mã QR và cô sẽ gửi cho các bạn cái này. Đây cô sẽ gửi cho các con cái này, đợi cô một tí cô stop share đây. Cô sẽ gửi cho các bạn một cái danh sách gồm các cái mã QR của các bạn. Và nhiệm vụ các bạn sẽ là cầm điện thoại của mình lên, đã có phần mềm Class Dojo ở trong, và các bạn quét mã QR để đăng nhập vào nick của mình nhá. Ví dụ như này này, cô sẽ cho các bạn xem. Share screen here. Để sau này khi mà mình có làm việc nhóm ở trên lớp hay các bạn đăng bài trên lớp thì các bạn cả lớp đều nhìn được nhá. Sau này mình còn hoạt động nhóm, mình còn chia nhóm để có thể là tham gia các trò chơi khác nữa. Mình học mình chia nhóm chứ đâu mình học có mỗi một mình đâu, đúng không các con? Đó, đâu rồi nào, cô mở đây, cô tải về đã nhá. Đây 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 đây. Ôi tải lâu thật đấy. Lớp mình đông quá tải lâu. Đây đây, look at this. I will show you how to log in the Class Dojo, right? Ôi Zoom. Đây rồi. Các bạn ơi đợi một chí. Yeah, look at this. Can you see the screen, right? Ôi có bạn mới. Bạn nào mà bây giờ lớp mình đang lên 70 người nhá. Bạn nào vào thì các bạn nhớ là comment tên cho cô nhá. Không cô không hiểu rằng đâu đấy. À yeah, các bạn nhìn thấy trên bảng chưa nhỉ? Nhìn thấy chưa? Con không nghe, chỉ nghe tiếng gì gì, làm gì có tiếng gì mà gì gì. Quét ở đâu vậy cô, đúng không? Nào bây giờ cô sẽ hướng dẫn nha. Ui, đã viết lên bảng của cô Ngọc rồi. Thầy Vương đuổi ra lớp bây giờ này. Clear drawing, không được vẽ lên bảng nhá, phải thương cô nhá. Cô không muốn bạn nào tự nhiên bị vi phạm đâu, thì tự nhiên là máy nó auto nó kích ra ngoài đâu, xong lại bảo cô ơi, con tự nhiên không học được nhá. Nào, rồi nhìn đây. Nhìn anh cả lớp nào anh em. Rồi, đúng không? Mình tải Class Dojo về và nó có phần mã QR thì đây, cô sẽ gửi cho các bạn ở trên nhóm Zalo nhá. Mình sẽ gửi cô sẽ gửi trên nhóm Zalo này một cái bản danh sách này, ví dụ như đây là của bạn Bình An đây, của bạn Bình An đây, bạn sẽ lấy điện thoại ra để bạn quét mã QR nhá, như kiểu là khai báo y tế trên Bluezone ấy. Ok, à, đã quá quen thuộc rồi đúng không, đã quá quen thuộc với việc quét mã rồi. Tên đăng nhập và mật khẩu là gì vậy cô? À dạ, bởi vì là em sẽ gửi cho ở trên nhóm Zalo phụ huynh ý, cái danh sách đấy, cái danh sách mà vừa rồi em vừa mới điểm danh các bạn á. Đó,
cái danh sách em vừa điểm danh các bạn ở trên Class Dojo này. Đây 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 đây. Đây đây đây. Tức là đây là tất cả những cái bạn này. Tất cả những cái bạn này này sẽ được tổng hợp vào một cái danh sách. Đó thì từng bạn một đây, mình sẽ phải tra tên của con mình nhá. Các bạn tra tên của mình nhá. Ví dụ đây là của bạn An Bình này, bạn dơ cái điện thoại ra, bạn quét mã QR ngay trên màn hình điện thoại này, ngay trên màn hình của cô thôi là các bạn vào được nick của bạn luôn. Xem được luôn nhá. Đây. Bạn này là bạn của bạn Bùi Gia Long nhá. Ok, đây, từng bạn một là nhớ là phải tua xuống để xem cái tên của mình đâu nhá. Chứ không quét linh tinh đâu nghe chưa? Đúng tên của mình nhá. Bạn Thùy, Hoàng Thùy, Hoàng Thùy Anh này, cái này là Thùy cái ghi mà chữ A này là chắc chắn là Thùy Anh này, đấy. Ok, Anh chữ Anh nhá, chữ Anh có viết tắt là chữ A đấy. Hoàng Hải Long nhá. Đây. Hoàng Minh Châu nhá. Đó. Đâu rồi, có bạn nào? Me too. Nào, các bạn đã biết cách để quét mã QR chưa? Các bạn đã biết cách để đăng nhập chưa? Các con đã biết cách để đăng nhập chưa? Ok chưa? À, không cho chat, bảo sao? Ok. Các bạn đã biết cách để đăng nhập chưa nhỉ? Cô vừa mở chat rồi đấy. Yes, ok. Không á? Vẫn không à? Hướng dẫn lại nhá. Mình hướng dẫn lại một tí nhá. Đây. Tất cả lớp mình đây đúng không? Các bạn có muốn là tự vào master của mình không? Tự vào master của mình giống kiểu vào Facebook của mình ý. À, giống như kiểu vào Facebook, Zalo của mình ý. Đó. Thì bây giờ cô sẽ nha tổng hợp ở trong này một cái bảng danh sách gồm mã QR. Không biết thì bảo bố mẹ nha. Bố mẹ đã rất quen thuộc rồi, các không phải lo nha. Thì mình sẽ có mã QR để mình quét. Mình quét một cái là nó ra nick của mình luôn. Có tin không? Đấy. Mà ra nick của mình luôn thì mình sẽ có quyền là mình thay đổi. Nào ví dụ như cô sẽ thử vào nick của một bạn nha. Cô sẽ thử vào nick của một bạn nha. Bạn nào đây? Bạn Đặng Hoài An nha. Giả dụ đi, cô đang cho bạn Đặng Hoài An một cái mã QR để bạn đăng nhập đúng không? Bạn lấy cái điện thoại ra, bạn tải Class Dojo về, xong bạn quét mã QR đúng không? Đây, ví dụ cô đăng nhập vào cho bạn đây. Sau khi đăng nhập, các con nhìn thấy màn hình không? Đấy, sau khi đăng nhập nó hiện lên một quả trứng mở luôn. Thế là quả trứng mở luôn. Đó, quả trứng đã mở thành một bạn monster mới rồi. Alo, thấy con nghe. Yeah, I'm in the class. I'm in the Pentadol class. Hello. I'm in the Pentadol class. I have a live stream on it. Là vậy à? Yeah. Okay, I will tell you later. Yeah, I'm sorry about it. Yeah, đây có phải là bạn ấy có cái hình monster này đúng không? Và nếu bạn nào muốn thay đổi, thì bấm vào biểu tượng thay đổi nè. Ui cha, mình sẽ có thể tự thay đổi monster của mình nhá. Hôm nay cô dành khá nhiều thời gian để các bạn đăng nhập. Tuy nhiên là từ buổi sau thì mình sẽ tự động đăng nhập thì sẽ có nhiều trò hơn đúng không? Rồi đấy, mình tự thay đổi, cô không muốn thay đổi, ok. Và đó, đấy, that's the end, it's easy for you. Rất đơn giản thôi, cả lớp ạ. Con không thấy trên Zalo. Rồi, tại sao không thấy trên Zalo? Tại vì là bây giờ cô mới gửi. Đợi xíu. Một xíu thôi. Hay là mình học xong mình gửi nhá. Học xong mình gửi sau nhá. Giờ gửi các bạn. Các bạn, đấy, mã lớp học là gì cô? Thì để sau buổi học cô gửi nhá. Được không? Rồi, biết rồi ơi, chưa? Rồi, cả lớp đã nắm được cách để mình đăng nhập vào nick của mình rồi đúng không nhỉ? Và cô sẽ gửi cả mã lớp học nữa, ok. Và sau đó thì mình... Nhưng mà nhớ là phải là sau buổi học nha, chứ bây giờ gửi là các bạn chỉ có chăm chăm vào việc đăng nhập vào Class Dojo và quên mất buổi học của cô ấy, ok. Học đi cô, rồi, bây giờ nhá. Hôm trước thì cô đã... có một cái bài tập tổng cho các bạn về Unit 6 about animals, right? Và những cái bạn mà được nhiều điểm và tối đa nhất sẽ được cộng điểm như hôm trước cô nói ấy. Đây này, look at this. We have Nguyễn Ngọc Hương Quỳnh. Số lượng làm bài hơi nhiều, tuy nhiên cô vẫn rất tuyên dương tại vì là các bạn rất là có trí đúng không? Các bạn làm bài cho đến khi nào các bạn đạt được cái vị trí cao nhất thì thôi. Đó là bạn Nguyễn Ngọc Hương Quỳnh.
Hiện tại 10 bạn đầu bảng là Nguyễn Ngọc Hương Quỳnh này, bạn Đỗ Bảo An, Võ Minh Khang, Nguyễn Ngọc Hương Quỳnh này là bị lập nick đi nha. Nguyễn Trung Kiên ở Đà Nẵng, bạn Khánh Bình. Tuy nhiên Khánh Bình thì cô không biết tên đầy đủ của bạn là gì, bởi vì lớp mình đang có rất nhiều Khánh Bình. Đó, thì hiện tại là bạn này chưa được cộng điểm nha. Ok, bạn An Phú. An Phú là không ghi tên đầy đủ cho nên là cũng rất nhiều An Phú, không biết An Phú nào. Ok, Hoàng Thùy Anh, Dương Đức Minh, Hà Bình An. Ok, như bạn này, đấy, những bạn cô vừa đọc tên là sẽ được cộng điểm trên Class Dojo vừa rồi nhá. Ok, right. Các bạn phải, đây hôm trước nha, Phạm Danh Hoàng Hiệp vừa vị trí thứ 3. Hôm nay Võ Minh Khang đã ngoi lên vị trí thứ 3 rồi. Đó, các bạn rất là quyết tâm đấy, không đùa đâu đúng không? Rồi, thì các bạn cố gắng nhá, để mình cập nhật cái bảng, mình làm bài sao cho tốt nhất để khi mà mình có kết quả tốt nhất đó. Tại vì các bạn làm đúng rất là nhiều, bây giờ lớp mình rất là tiến bộ này, làm đúng nhiều. Có nhiều bạn thì sai, chỉ có 3 câu, 1 câu, 2 câu thôi. Đấy, không sai nhiều, ngày xưa còn sai chục câu, nhưng bây giờ chỉ sai 2-3 câu thôi nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đến bài mới ngày hôm nay nha. Hôm nay cô sẽ không chữa bài trên quiz gì nữa, cô sẽ mất thời gian mất. Ok, can you see the screen? Can you see the screen? Các bạn nhìn được trên màn hình không? Cô ơi, con không ở trên nhóm nên con không làm bài tập được. Ok, cô ơi, con không mặc. Nào. Rồi, bây giờ cô bảo là có nhìn thấy màn hình không? Yes. Mình học xong đã nha, xong thì sau buổi học cô sẽ gửi mã QR cho các bạn, được chưa? Ok, học đi cô, cô muốn học lắm rồi đấy, không chat nữa nha. Rồi, chat chat nha. Yes, rồi, tập trung vào đây. Mình đã trải qua ở trong lớp của Pantado là Unit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, cũng đã một khoảng thời gian rất là dài rồi đấy. Và mình đã đồng hành với nhau rất là lâu rồi đó. Từ những buổi đầu tiên, đúng không? Học với ABC mà bây giờ học đến Party Time rồi đó nhá. So today, the lesson today about the Party Time, Unit 7. Okay, you can start it with listen to the song. Now, okay, các bạn ơi, I need you have your own pencil here. Okay, where's your pencil now? Okay, quickly put your pencil. Yeah, I see Tô Giang, đúng không? Tô Giang đã có pencil rồi. Okay, bạn nào đâu? Bạn Hoài An đã có pencil rồi nào. Hiệp phải bay đâu mất rồi đây. Okay, Nguyễn Lương Hà An. Ui, Nguyễn Lương Hà An ơi, cô có bút chì xanh của con này, giống y hệt luôn. Trời ơi, giống luôn. Nào, đây rồi, xem nào. Bạn Ngọc Khuê, ui Ngọc Khuê nha, Ngọc Khuê đúng đúng hãng của cô luôn, nhưng mỗi tội màu đỏ thôi, cô màu xanh. Hoàng Thùy Anh, rồi Ngọc Diệp có cái bút chì đen nhìn xinh quá. Minh Đức tự nhiên ngồi bất động. Ok, Trần Duy Phong đang ngồi với mẹ đúng không? Đã bút của con đâu? Trần Duy Phong lớp 2A, chạy lên lấy bút nhanh lên con, ngồi học thì không được ngồi yên đâu con, học hành mình phải vận động lên con. Mình chạy ra mình lấy cái bút chì đi Trần Duy Phong. Nào, Nguyễn Hồng Trâm 30, nhưng cô không biết tên này là tên gì nhá. Con tên gì nhỉ? Con có thể comment cho cô không? Bạn Nguyễn Hồng Trâm 30 này, cô không biết con tên gì. Ok, nào, Nguyễn Trần Nguyên Khang này, Hoàng Hạnh ơi, bút con đâu? Hoàng Hạnh đâu? Ủa, Hoàng Hạnh xinh rồi, tốt. Nguyễn Hoàng Dũng thì tắt mic thôi, sao không cho học nữa nha. Nào, Phương cắt mái, Phương mái mới đâu rồi? Quay cái bút ra đây, rồi, ái xà, đụng hàng nhá. Bây giờ dùng bút chì đôi cơ đấy. Nào, Phí Kim Ngân đâu? Tại sao cô lại phải bắt các bạn lấy bút? Rồi, Thùy Dung các thứ, Phạm Hiền Thảo các kiểu rồi. Đây, nhìn đây, cô nhìn thấy hết đây này. Tống An Bình, bút chì con đâu? Yes, rồi ơi. Chui lên từ ngăn mà một chiếc bút chì màu đen. Rồi, ok. Anh Khoa, hai bạn anh em nhà anh Khoa đâu? Bút chì đâu con? Đi lấy bút chì nào. Nhanh lên nào. Ok, rồi. Phạm Phú Tiến Minh bút chì đâu con? Các bạn có hết rồi đây này, Nguyên Ngô Nguyên Khang này, Hồng Nguyễn Hồ Anh Dương, Kim Ngọc này, Trần Bình Minh này, Dương Đức Minh rồi. Rồi, Phạm Phú Tiến Minh có rồi đây. Hôm trước vừa được cộng điểm, hôm nay đã quên bút chì của cô rồi nhá. Đúng không? Hôm trước vừa chơi cộng điểm đấy, xong thì hôm nay lại quên rồi nhá. Lại không ý thức rồi. Nào rồi, con nhìn thấy cả lớp rồi này. Cô không tiện đọc tên hết ở đây nha, nhiều quá, đông quá. Bạn Bảo Ngọc, bạn Hương Quỳnh, Ngọc Khánh, Hoàng Ngân, Anh Thư, Thái Thịnh. Ôi, bảo sao lớp mình đông thế này, càng lúc càng đông. Nguyễn Hoàng, Linh Chi, Phương Hà. Ui, đông quá các bạn ạ. Cô tạm thời, cô xem đến đây thôi nhá. Thấy lớp mình đầy đủ hết rồi này, cô không tiện đọc tên các con.
Ok, so nào bác ạ, chuẩn bị nhá. Cầm cái bút chì, ok, you hold your pencil and you point to the screen, right? Mình cầm bút chì để mình chỉ vào màn hình khi mà mình nghe, ok. When you're listening, you use your pencil and point to the screen, right? Okay, one more time. When you're listening, you use your pencil to point to the screen, right? Mình chỉ vào trên màn hình từng chữ một nhé. Okay, let's start with the listening today. Unit Unit 7. seven. Party Time. Party time! Page 82. Activity 1. Listen and read. Listen Then and sing My sing. Birthday Party. Ok, look at this rồi, hình như là mình đang join vào một bữa tiệc, đúng không? Mình đang join vào một bữa tiệc sinh nhật, trời ơi, my birthday party, right? Ê, hình như là sinh nhật của cô, hình như là không có cái gì cả. Tuy nhiên là sinh nhật các bạn sẽ rất là vui, đúng không? Sinh nhật các bạn vui, bánh kem, quà, đồ uống, táo, salad, này, pizza, hot dog, các thứ, đúng không? Rồi. Ok, nào bây giờ nha, các con có muốn là xem là cái những cái đồ ăn mà mình hay gặp đấy trong tiếng Anh là gì đúng không? Để xem nhá. Ok, we will go on surrounding the birthday party, right? The next. Yeah. Ok, now use your pencil. Hôm nay, ok, today I have 12 new words about food and drink, okay, đồ ăn và thức uống, Food and drink, đồ ăn và thức uống, okay, and I have 12, cô có 12 từ. Listen and use your pencil to point to the screen 8 words, okay, so let's start it. Page 83. Activity 2. Listen, point, and say. Say. One. An apple. An apple. Two. Oh, I'm sorry. Listen, point, and say. One. An apple. An apple. Các bạn đọc to nha. Two. An orange. An orange. Three. Grapes. Grapes. Four. Salad. Salad. Five. A hot dog. A hot dog. Six. A hamburger. A hamburger. Seven. A sandwich. A sandwich. Eight. Pizza. Pizza. Nine. Cake. Cake. 10. Ice cream. Ice cream. 11. Milk. Milk. 12. Juice. Juice. Okay, mình có 12 từ không? We have 12 new words today. Ôi đúng rồi, không chắc Lan Tâm chỉ được chắc đáp án làm bài đúng luôn. Bạn Xuân Đức hôm nay cộng một vote luôn, tại vì là đã có cống hiến trong lớp cho cô. Bạn Xuân Đức xứng đáng được làm trợ giảng cho cô ngày hôm nay nha, Xuân Đức nha. Ok nào, mình xem nào, các bạn nào có đã nhớ các từ chưa? Cô sẽ gọi random một bạn nhá.
Nào lên cái class dojo nào, lên class dojo xem hôm nay bạn nào hôm nay nào. Raise your hand now, raise hand trước nào. Okay, can you raise hand if you can read out loud all the new words today? Okay, raise your hands please on the screen and I can see you. Uh-huh, đâu, bạn nào ta? Bạn nào nhỉ? Ui, giơ tay trên màn hình cô vẫn thấy được đấy. Đâu giơ tay nào? Hương Quỳnh này. Đó, Hương Quỳnh à? Đâu rồi? Có bạn nào tự tin đọc được hết các từ này không? Nếu mà chưa tự tin à? Chưa tự tin đúng không? Cô cho nghe lại một lần nữa nhá. Ok, tự tin nhở? Ui, tự tin thế nhở? Sao mà giơ tay nhiều này, biết chọn ai rồi? Đâu rồi? Bạn Nguyễn An Nhiên à? Ok, Nguyễn An Nhiên nhá. Tin à? Good evening, Nguyễn An Nhiên. Can you hear me? Hello, teacher. Okay, great. Today we have 12 words about food and drink. So can you read out loud for me and everyone here for you? Yeah, con đọc các từ này cho các bạn và cô nghe nhá. Okay, the first word. An apple. An apple. Nào, từ từ nào. An apple. An apple. Great. And the second? An orange. An orange. Now, joy. An orange. 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 Now, jaw. G. Orange. 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 Good. Nào đọc đừng mất âm đuôi nhá. Lâu lâu mình không học với cô Ngọc là lại cứ quên mất. Nào, an orange. Nào, dành cho những bạn nào hơi khó phát âm về cái âm j này đúng không? Right. Con có thấy khó phát âm không? Các bạn có thấy khó phát âm âm đấy không? Có hay là không? Yes or no? Hơi khó đúng không? Không phát âm khó đúng không? Đây Hoàng Hạnh bảo là không khó. Có bạn thì bảo khó. Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho cả lớp nha. Được chưa nhỉ? Orange. Ok, nếu mà các bạn phát âm âm j đúng không? Nào, luyện tập cho cô nào. J. J. Rồi, cô nhìn trên màn hình các bạn đang luyện tập rất là nhiều. Bạn Nguyễn An Nhiên thử luyện tập lại cho cô nào. J. J. Không phải giò, trò, không phải trò đấy. Ok. Cong miệng lên này, cô bảo là học thì không cần phải ngại cái gì hết đúng không? Mình chỉ cần nghe theo cô Ngọc thôi đúng không? Bởi vì mình học phát âm mà, mình không cần phải vé đâu. Cô xem một bạn thử. Phát âm thử, bạn nào biết phát âm âm này không? Bạn Hoàng Hạnh nào? Nào Hoàng Hạnh đâu nhỉ? Ok. Can you pronounce this sound for me please? Yes. Ok, trò. Chờ. Ok, orange. Orange. Úi trời ơi. Cứ học sinh như thế này thì 2 năm nữa hay 3 năm nữa thì cô bị đào thải mất đúng không? bây giờ bạn Nguyễn An Nhiên. An Nhiên đâu rồi? An Nhiên đọc lại theo bạn nào. Nào, con giúp đỡ bạn An Nhiên học bài nào. Nào, Hồng Hoàng Hạnh giúp đỡ An Nhiên đọc nào. Chờ. An Nhiên đọc theo bạn nào. Nào, đúng không? Mình phải cong môi lên đúng không? Jaw, right? Orange. Orange. Đấy, thấy mẹ phát âm chuẩn rồi đấy. Nào, An Nhiên cố lên con. Cả lớp này đang giúp đỡ con rồi này. Nào, cố lên nào. Con đọc nào. Orange. Wow, vô tay rồi. Rồi, good. Rồi, trời rất là tốt. Đó, Hoàng Hạnh rồi. Cô cảm ơn Hoàng Hạnh hôm nay đã giúp đỡ An Nhiên đọc bài nha. Hoàng Hạnh nên được một tích nha. Đáng yêu thật. Thank you. Now, so, remove him. Nào, cảm ơn Hoàng Hạnh đi con. Cảm ơn bạn Hoàng Hạnh đi nào. Con cảm ơn Hoàng Hạnh nào. Ok, nào mình come back bài tập bài hôm nay nhá. Tiếp tục nào. Mình có từ tiếp theo. Bạn nào?
Bạn nào có thể đọc cho cô nào? Ui dồi ôi, Hiệp Phạm. Nào bây giờ Hiệp Phạm với Ngọc Khuê hình như là một cặp đôi mà thực sự là phối hợp rất là ní lần nào mà cứ giơ tay phát là hai bạn này rồi. Rồi bây giờ nhá, Ngọc Khuê với Hiệp Phạm đúng không? Bây giờ cô sẽ có một cái challenge cho các bạn đây. Nào, bây giờ còn bạn nào nữa không nhỉ? Võ Minh Khang. Ui dồi, Minh Khang đã chạy vào đây rồi. Rồi, đợi tí. Nào, Hoàng Thúy Anh, rồi. Đâu, bạn nào nữa? Bạn Đỗ Bảo An, ui, Bảo An thích quá. Nào, vào đây. Vào đây. Phương, cô mời con đi. Rồi, rất ấn tượng. An Phú. Nhưng mà An Phú gọi nhiều lần rồi, An Phú điểm cao lắm rồi, để cho các bạn điểm cao với. An Phú điểm cao lắm rồi nha. Cao Danh Lưu, admin. Rồi, bây giờ cô sẽ mở chat cho các bạn nha. Nào, nhóm này đọc đồng thanh cho cô nha. Ok, good. Nào, nhóm này là phải đọc xem là nếu mà bạn nào mà đọc mà chỉ có phát âm sai một từ thôi là nó sẽ lộ ngay cơ, tin không? Bây giờ thì nếu các bạn đọc đúng cả nhóm sẽ được tích điểm, còn nếu mà một bạn đọc sai thì sẽ không được tích điểm nữa. Ok rồi, quyết tâm không? Yes. Nào cả lớp nha, cả lớp làm chứng cho cô nha. Nào bây giờ xem nào, các anh em lại tắt mic rồi đúng không? Ơi giỏi ơi, cứ giơ tay rồi tắt mic cả con. Nào mở mic nào, mạnh dạn lên nào. Rồi, đẹp trai luôn. Nào. Ơi, cô nghe. Lúc mà cô gửi cái buổi đó là buổi 26 là cô gửi nhầm thành buổi 24. Cô bị gửi nhầm số ấy, tại vì cô học là nền giá con. Ok nào, bây giờ bắt đầu nha. The third word. Now, 3, 2, 1. Red. An apple. Red. An orange. Red. Now. Đọc một từ thôi nào. The third word. 3, 2, 1. Grapes. Mình nghe thấy bạn không phát âm gió rồi. Nào, bạn nào quên không phát âm gió nào. Bây giờ cho một cơ hội nữa nào. Nào, cho một cơ hội nữa nào. 3, 2, 1. Nói đồng thanh nào. Grapes. Ôi tốt. Grapes. Nào, cả lớp đồng thanh nào. Grapes. Grapes. Good job. High five. Yeah, cả lớp high five với cô nào. Rồi, tốt lắm. Nào, tiếp tục nha. Cả nhóm kia nào, đọc cho cô nào. Salad. Salad. Ai salad? Salad. Ai salad? Trời ơi, vừa gọi giờ phải xong ạ. Đã salad rồi. Salad. Ok, nào. Salad. Rồi, tốt lắm. Để cô xem nào, tiếp tục một từ nữa để chứng minh địa vị nhóm nha. Nào, the fifth one. A hot dog. Nào, con đếm nào. Nào, quản ca chuẩn bị nào. 3, 2, 1. A hot dog. Hình như là thiếu đúng không? Hình như là thiếu cái gì? Nào bây giờ Ngọc Khuê nào, riêng Ngọc Khuê đọc cho cô cái từ này nào. Can you read out loud this word for me please? Yes. Yeah. What is this? À, Ngọc Khuê đọc đúng rồi. How about Hoàng Hiệp? Okay. What? What this? A hot dog. Okay, great. And Cao Danh Lưu. Có tiếng gì dè dè nhỉ? Ôi, bạn Danh Lưu bạn lại tắt tiếng rồi. Ôi, Danh Lưu làm sao ấy? Nào, thế bây giờ Võ Minh Khang nào? Ôi, tiếng dè dè, tiếng từ máy tính của con. À, thế à? Cô có tiếng dè dè. Kìa Phạm mới có cả một cây PC ra mà tiếng hùng hổ ấy. Của báo cáo trồn ấy.
À, PC là máy tính để bàn ấy. Thường thường cô, cái máy tính để bàn cô cũng có cái tiếng đấy. Ôi, con lấy hình rồi mà nó cứ bị trộn vào cái mặt mình ghê lắm ấy. Đây là máy lúc đầu là thế thôi, thế thôi, không sao, không sao. Sau cô cho hình nền khác của lớp. Nào, Võ Minh Khang. Lúc đầu máy tính của con nhưng mà về sau bố lại cho con. Đâu? Ai đang đọc đây? Ăn nói đấy. Đâu rồi xem nào? Ờ, đây là bạn đâu? Việt ạ. À, bạn Minh Khang, bạn vừa lấy bạn ấy đọc rồi đó cô. Nhưng mà bé quá đúng không? Cả lớp nghe được không? No. No. Minh Khang, can you read out loud please? A hot dog. Now, a hot dog. A hot dog. Mình thiếu âm cờ nha. Nào, Phương nào đọc cho cô rõ ràng nào. A dog. A hot dog. Đúng rồi, đấy. Học tập chị Phương nhá. Hoàng Thùy Anh nào. A hot dog. Good. Nhóm này nha. Úi dồi, Huyệt Phạm. Bùm chiêu, bùm chiêu. Không được đâu con. Bùm chiêu thế là không được đâu nhá. Đấy, lôi súng ra bắn cô. Khổ không? Phải dỗi luôn. Nào. Rồi, ok. Thank you. Thank you. Nào, bây giờ mình tiếp tục nha. Cô đừng có cửa nhầm buổi nữa nha. Ờ, gì cơ? Ơi cô nghe, cô không nghe rõ. Cô đừng có gửi nhầm bổ nữa nha. À ừ, cô hứa, hứa mà, hứa. Hứa không gửi nhầm bổ. Ok nào, bây giờ các bạn tắt mic cho cô nha. Làm video ra để mình học tiếp nha. Rồi vừa rồi các bạn ấy đã lưu ý cho chúng mình đúng không? Vẫn có cái tiếng. Cô có mở lấy video đâu sao có tiếng nhỉ? Ok, rồi. Nào, đúng không? Thì vừa rồi mình đã luyện tập cái âm J và âm G. Ôi, một giây mình bị kích ra khỏi Zoom, buồn. Sợ quá. Đâu rồi, cô Ngọc đâu nhỉ? Các bạn bình tĩnh nha, cô đang mất bình tĩnh. Ok, để cô áp phim vào đây nha. Rồi, cô vừa mất bình tĩnh tại vì một giây cô vừa bị out ra khỏi Zoom, buồn quá các con ạ. Đây là tiếp tục nào. So, mình có an apple, an orange, grapes, salad, a hot dog. Now, hamburger. Nào, cả lớp nào luyện đọc cho cô nào. Hamburger. Ui, Ngọc Diệp ăn luôn. Nào, Ngọc Diệp. Admin. Ui, cái nhà này có một đội quân các bạn. Là một đội quân. Một đội quân đúng không? Nào, mở mic cho cô xem nào. Để cô xem là đội quân nhà này nào nào. Ok, nào. A hamburger. A hamburger. Được, quá nhờ, trời ơi, sao mà Ngọc Diệp thường thường có hay trả bài cô ở trên hội nhóm không? Mà sao mà bây giờ cô mới biết là có Ngọc Diệp phát âm chuẩn thế? Ngọc Diệp thường thường không, đây. Vậy con học mấy buổi rồi? À, cái này không phải là con học cô Thanh, nhưng mà cái này con học ở trên trường VUS. À, ok. À, từ này là học mới, học rồi đúng không? Ok. Thế thì sau là mày tập chăm lên nhé để cô xem nhé. Bởi vì bây giờ cô mới biết là Ngọc Diệp ở trong lớp mình học cũng rất là ok đấy. À ha, rồi thank you Ngọc Diệp nha. Thank you. Ok nào, ui, tự nhiên có mới biết một bạn phát âm chuẩn quá các bạn ạ. Đấy, lớp mình toàn người tài thôi mà sao mà toàn dấu giỏi thôi. Nào, a sandwich, right? A sandwich. Nào, cả lớp nào, a sandwich. Sandwich. Nào, sandwich. Đầu xem Nguyễn Trung Kiên nào. Nguyễn Trung Kiên nào. Nào, a sandwich. A sandwich. Ồ, tốt lắm. Nào, Nguyễn Trung Kiên nào, chỉ định xem một bạn con thấy ấn tượng ở trong lớp xem là bạn nào đọc được không hả con? Con có nhìn thấy bạn nào thấy ấn tượng không cô? Đấy. Nào, con thấy ấn tượng bạn nào là con gọi cô rồi. Gọi xem. Bạn nào con? Úi dồi, Phạm Phú Tiến Minh vẫn liên tục chỉ vào bản thân.
Tớ nè, tớ ấn tượng. Nào, phú cho Nguyễn ăn phú cái nào, không phú dỗi cổ. Phú tất cam, trời, phú tất cam. Nào, phú ơi. Hello teacher. Why don't you? Okay, can you read out loud the word a sandwich, right? Yes. Yeah, a sandwich. A sandwich. What do you want to eat now? Bây giờ con muốn ăn gì? A sandwich. You want a sandwich? What? Now, ngoài cái sandwich, con muốn ăn cái gì nữa không? Pizza. Pizza. Yes. Ok. Này nhỡ đâu mà điểm cao quá xong thì cô mà bây giờ lớp mình nhá, điểm cao là đang có An Phú này, Hiệp này, Ngọc Khuê này, đấy 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 đấy. Mấy cái bạn điểm cao cao ấy, tích điểm nhiều nhiều ấy, mà nhỡ đâu mà trúng cái này cô biết là biết ăn thích ăn gì để con gửi về nhà chứ. Đúng không? Ờ, bây giờ Shopee về Lazada về Now Food nhiều mà các con. Rồi ok, rồi nhưng mà đấy nhá, đấy là trong trường hợp cố gắng mà nhỡ mà điểm cao mà nhất lớp thì đấy nhá. Mà các bạn nào mà có sở thích gì thì nhớ để lại ở trên Class Dojo, nhắn ở trên nhóm nhé cô nhá. Rồi, thank you. Đây là bạn An Phú thích pizza và sandwich, right? Đấy, bạn phát âm rất chuẩn. Tốt. Tiếp tục nào. Nhưng mà cô ấy thì cô lại rất thích ăn cái cake này này. Yeah, ok. Cả lớp đọc cho cô nào. Cake. Cake. Ok. Đọc to nào. Cake. À, cô đang nhìn thấy các bạn đọc to rồi. Cake. Rồi, Đỗ Bảo An nào. Bảo An nào. Cake, 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 cake. Ok. Hello, Bảo An. Hello, teacher. Ok. Can you hear me? Yes, okay. I see that you have the background like me, right? Okay. Can you read out of the word cake? Cake. Oh, you forgot my ending sound, you know. Cake. 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 Rồi, cái chữ khó. Đau họng lắm đúng không? Nhưng mà nếu không có thì giống như kiểu là tên Ngọc nhưng không có dấu nặng ấy. Là không biết là tên gì luôn đúng không? Đấy. Như kiểu là tên là Đỗ Bảo An nhưng mà đọc là Đo Bao An chẳng hạn đấy. Đấy. Rất là khó đúng không? Đấy, mình cũng phải đọc cái từ cake. Là đúng thì lúc đấy người ta mới biết là cái bánh đúng không? Ừ, nào, lại cho cô nào. What do you want to eat? A cake. Cake. Good. Now, ngoài cake ra, what else do you want? I want hamburger. Yeah, a hamburger. Các bạn có vẻ trong lớp mình thích ăn bánh mà. Chứ không thích, không ai thích ăn táo, không ai thích ăn hoa quả. Không ai thích ăn ăn orange à? À? Không thích ăn táo, không thích ăn apple à? Bà ăn thích ăn apple. Yes. Yeah, nhưng mà thích ăn hamburger and the apple, wow. Ok, thank you Bảo An nha. Good job, baby. Right, now mình còn những từ nào nhỉ? Ok, mình còn, wow. Maybe this is the most favorite of all the student here. Ice cream. Ok. Oh, the weather is so cold. Mặc dù trời rất là lạnh, but I like ice cream. Cô rất thích ăn kem ở trời lạnh. Cả lớp có thích ăn kem ở trời lạnh không? Tô Giang Khánh Vy. Không, à có. Ôi rồi ôi. Yeah, đương nhiên là cô sẽ không khuyến khích các bạn ăn kem ở trời lạnh. Tuy nhiên đấy chỉ là sở thích của cô thôi. Cái sở thích này nó rất là tệ đúng không? Nó không phải là sở thích tốt. Vì vậy là không có nên nhân giống cái sở thích này lên đúng không? No. Ok. No. But now we have the ice cream so yummy, right? And the next word is milk. Yeah, milk. Ah, yeah, I have a cup of milk here. Yeah, a cup of milk. Cô có sữa này. Và nếu mà cái từ ice cream thì mình nhớ là có chữ s, ok. Và chữ milk là từ milk, sữa, ok. Có âm k, k, giống như cake ấy. Yeah, milk. Và từ cuối là từ juice, nước ép cam.
Ở đây thì cô không có nước ép cam, nhưng mà cô đang có một cái quả cam ở đây. Okay. This is an orange, right? And we have a juice of this. Yeah, a juice, an orange juice, nước ép cam, right? Okay, now we finish. Bởi vì là thời gian có hạn cho nên là ba từ cuối mình không thể tham gia được rồi. Nào, bây giờ mình sẽ bắt đầu quay trở lại với Class Dojo nhá. Mình sẽ quay trở lại với Class Dojo để tích điểm cho những bạn ngày hôm nay đã có đóng góp cho lớp mình được không nhỉ? Okay, so now share screen. Các bạn nhớ nhá, sắp tới thì cô sẽ share cho các bạn cái danh sách để mình đăng nhập vào nick của mình ý, đúng không? Sau khi mà mình đăng nhập vào nick của mình ý, thì mình sẽ có thể là vào trong class story, đúng không? Và xem những bài đăng của các bạn ở trong lớp này, xem bài đăng của cô ở trong lớp này, đúng không nhỉ? Và thi thoảng thì cô cũng sẽ gửi bài tập cho các bạn luyện tập thêm ở trong này nha. Okay, so maybe this is the end of the class now. I'm so sad today because the time is running. The time is running so fast. Hôm nay thời gian trôi nhanh quá. Hướng dẫn các bạn làm class dojo mất bao nhiêu thời gian ý. Nhưng mà không sao, đúng không nhỉ? Hôm nay mình đã học về 12 từ. Okay, 12 new words about food and drink. Right? And I have the homework for you by quizzes. Okay. Cô sẽ có bài tập cho các bạn trên quizzy và chúng mình sẽ tiếp tục làm bài tập trên quizzy nha. Okay, but this is the class now. So, bye bye. All the classmates, brush your teeth. Okay, wash your face and go to sleep. Good night and see you later on Monday. Right, good you. Yeah, bye bye. Cô sẽ bắt đầu mở mic cho các bạn nha. Good bye. Okay, participant here. Đâu rồi các con yêu của cô đâu rồi? Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher.